ở đây thì Hoàng Ngân xin được giới thiệu đến quý vị cũng như là chia sẻ đến quý vị thân mến là Nam một ca sĩ đang được yêu mến với những câu từ rất là dễ thương mà fan luôn dành tặng cho anh, là một ca sĩ quốc dân nè và lời khen ngợi mỹ miều là một nam thần nữa. Quý vị thân mến đang ngồi trong khán phòng này, quý vị đón ra ca sĩ nào chưa hả? Hoàng Ngân nghe chưa có rõ không? Nghe không Vũ? Và bây giờ chúng ta còn ngần ngại gì nữa, dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón nam thần của chúng ta, Leon Vũ. Yeah, yeah, yeah. Hello everybody. Leon Vũ xin trân trọng đón chào tất cả đến với Cần Thơ, cũng như cho Leon xin gửi lời chào đón những đứa con của Cần Thơ cũng như Long An, Kiên Giang, những vùng lân cận có mặt trong khán phòng tối hôm nay cùng với Leon Vũ, Mỹ Huyền và Andy Thái. Trước hết cho Leon xin trân trọng gửi lời đến cho ban tổ chức công giải trí cũng như công ty giải trí Đồng Dao cùng với người em đã lo rất là nhiều cho chương trình cũng như gia đình của Leon ở Sydney. Và cũng không quên cảm ơn tất cả mạnh thường quân, tất cả bạn bè, tất cả fans cũng như cô, một người mà lo lắng cho Leon rất là nhiều trong việc tôn tất cũng như đứng đây để trình làng với quê cha đất tổ của Andy Thái. Thì không có gì hơn, đây cho Leon lời trân trọng và ghi ơn. Mong là tương lai Leon cùng với Mỹ Huyền cũng như Andy Thái sẽ về Long An, Kiên Giang hay là Cần Thơ một ngày gần đây. Xin cảm ơn ạ. Được chưa Mỹ Huyền, quảng cáo vậy được chưa? Quá được luôn. Mà sợ dĩ Mỹ Huyền nãy giờ cứ đứng đây hoài không đi vô là biết tại sao không? Đúng, quý vị biết tại sao Mỹ Huyền chưa có đi vô mà vẫn đứng đây. Oh yes. Ủa? So cute. Có không? Có, cho tôi hát chứ. Cố gắng với Leon bài hai bài được không quý vị? Rất cảm ơn nói chứ rồi. Trong chương trình thì chỉ có ba anh em thôi nên phải hát cái này hát cái kia, song ca nam song ca nữ rồi song ca nam nữ tụi tôi lam nữ vậy cho tôi vui ha quý vị ha. Và bài hát đầu tiên thì Mỹ Huyền cùng Leon xin gửi đến cho quý vị một ca khúc thật là tuyệt vời và nghe thật là mùi thưa quý vị, ca khúc Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau. Quý vị biết không, Andy cũng như Leon và Huy lúc nào cũng tìm những bài hát mới, những câu chuyện tình thật lãng mạn để gửi cho mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người yêu thương tụi này quá thì phải đáp trả lại, đúng không ạ? Cảm ơn Fortune Land cũng như khán phòng tối hôm nay rất là ấm cúng, rất là dễ thương. Cảm ơn. Và nhất là ánh sáng đầy đủ. Ánh sáng rất đẹp. Oh,
đêm nhớ em chuyện buổi ban đầu, kỷ niệm một đêm ta cho trao yêu nhau đừng khổ. Nhà phỏ mai lỡ hai người xa nhau, nhà có lời của Nhi Lê Tú cũng như đối với Vy Huyền xin gửi tặng lên cho tất cả. Hôm nay Lê Hoàng đi lại với Vy Huyền đi tới đây chờ giống như cô dâu chưa rể luôn. Lời nguyện xin khắc sâu thank you.
đẹp xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Huyền. Một lần nữa xin quý vị cho nữ ca sĩ Mỹ Huyền một tràng pháo tay thật lớn và thật to, cũng như với cái màn song ca khá tình tứ.